Hello, chúng quay trở lại với channel Võ Tùng và đến với một dáng đường trên của Sao Chơi Mừng. Ngày hôm nay tiếp tục là máy chủ siêu cấp Trung Quốc với con bài Atrox, và đặc biệt ở chỗ là Sao Chơi Mừng sẽ đùa cùng với anh chàng Valentine, anh chàng tình nhân tiết với cái bài Rek'Sai. Đây là một player đánh Rek'Sai cực kỳ khét ở tại máy chủ siêu cấp anh em nhé. Và cùng xem là màn duo này của Sao Chơi Mừng cùng với anh chàng tình nhân tiết sẽ có một game đấu như nào nào. Let's go. Ok, thời điểm mình làm video clip này thì bảng xếp hạng hiện tại đang là một bảng xếp hạng mà tiếp tục là sự thống trị của Geju với mức rank thách đấu 600 điểm. Đây là jungle số 1 của máy chủ siêu cấp Trung Quốc anh em nhé. Đứng thứ 2, thứ 3 và phía sau thì đang là những đại cao thủ tầm hơn 300 điểm. Còn Sao Chơi Mừng thì không biết lý do vì sao, chắc là bận việc gia đình hay gì đấy mà ngày hôm qua thì Sao Chơi Mừng không leo rank. Đây là một mức rank cao thủ với 50 mấy điểm của Sao Chơi Mừng. Nghỉ mất một ngày đấy anh em ạ, nghỉ mất một ngày nên là mình không có giao án, đành phải lấy lại giao án hôm trước mà Sao Chơi Mừng đánh ở mức rank kim cương. Thì vì đánh kim cương nên là mới có kèo duo cùng với anh chàng tình nhân tiết này anh em nhé. Và kèo top trong ván đấu này sẽ là kèo Atrox cùng với Gwen Rumble, nhưng mà Rumble đi mid anh em ạ. Gwen mới là đứng trên ở trong ván đấu này. Cùng xem là bộ đôi Sao Chơi Mừng cùng với tình nhân tiết sẽ có chúng ta một game đấu như thế nào. Rõ ràng là việc duo nó sẽ cực kỳ nhiều cái lợi điểm trong việc đánh xếp hạng đơn. Trong xếp hạng đơn thì nếu bạn không duo thì cái tính giao tiếp của bạn nó sẽ không được tốt bằng so với những người duo. Và giao tiếp ở trong liên minh thì nó rất là quan trọng, đặc biệt là top rừng cũng là một mối liên kết rất là quan trọng ở tại meta 14. Khi mà top nhiều carry, nhiều đấu sĩ, rừng cũng vậy. Và cánh trên lại có mục tiêu sớm là con sâu hư không nữa. Ngọc tái tờ thì anh em tham khảo như Sao Chơi Mừng vừa cộng anh em nhé. Nó vẫn sẽ là ngọc cơ bản của Atrox thôi. Nhưng mà ở tại máy chủ siêu cấp này thì các bạn biết là toàn là những hảo thủ thôi. Nên là kỹ năng cá nhân họ cao và đi đường thì sẽ không phải là trận nào cũng thắng đường. Sẽ có thể có những trận thua đường, thậm chí là thua rất nặng. Bởi vì chỉ cần đánh lỗi một nhịp hoặc là bị dừng đối phương cao một mạng thọt thôi là thấy cái lane nó đi cực kỳ khó rồi. Nhưng mà lợi điểm của Sao Chơi Mừng ván này là có người chơi đi rừng duo chung. Và cùng xem là bộ đôi này sẽ kết hợp với nhau như thế nào anh em nhé. Khởi đầu một cái khiên Doran và bình máu. Phép bổ trợ sẽ là thiêu đốt. Rất là cần cái thiêu đốt này để đánh chung với một con Gwen, một con tướng cũng có khả năng phục hồi rất là tốt từ nội tại. Chừng nào mà kèo mà kèo trên hẳn luôn anh em nhé. Kèo mà những con đấu sĩ đường trên mà mấy level đầu nó vô hại thì hãy lên kiếm. Lên kiếm thì được một lợi điểm là các bạn sẽ có những combo 3 quy chí mạng ở level 4 siêu thốn luôn. Và con Atrox là con cũng có khả năng tận dụng kiếm cực kỳ ổn với cái chuỗi combo 3 quy chí mạng. Cái combo 3 quy chí mạng đi kèm với kiếm Doran thì nó nhỉnh hơn sát thương so với khiên cực kỳ nhiều anh em nhé. Nhưng mà cái kiếm thì đi đường nó sẽ hơi khó vì nó không có khả năng phục hồi. Gặp những cái kèo như Gwen thì mình nghĩ là nên mang khiên để đánh chỉ trạc thôi. Tất nhiên ở cấp độ 1 thì Gwen cũng không phải là vị tướng nó quá mạnh. Nó mạnh ở tầm level 2, level 3. Atrox thì tầm level 4. Và cái xương lam bất bại của Gwen cũng là một cái kỹ năng nó khắc chế cái bộ kỹ năng của Atrox rất là tốt anh em ạ. Nhiều những cú quy các bạn bổ là sẽ không ra đam. Hoặc là cái W của bạn mà sử dụng mà đối phương xương lam bất bại kịp là cũng không có sát thương và không có hiệu khống chế luôn. Đây là một kèo mà các bạn thấy là trong chuyên nghiệp thường là người ta sẽ pick Gwen sau để người ta counter con Atrox đường trên. Và nếu xử lý đúng kèo thì đúng là Gwen nó kèo trên thật. Đối phương đánh bằng dịch chuyển và thiêu đốt anh em nhá. Cấp 1 thì chưa biết là đối phương nâng cái gì. Q1 tốt, bóc được cái giáp cốt, đối phương nâng Q rồi anh em ơi. Q2 trúng luôn đó, nội tại. Q2 trúng anh em nhá. Tiếp tục đánh tay giữ số chinh phục như hết Q3 rồi. Đối phương nâng Q cấp 1 rồi. Nhìn thấy những cái stack của Gwen trên người là biết đối phương nâng Q rồi. Cắt sát thương chuẩn là cực kỳ đau đấy từ Gwen nha. Nhưng mà Sao Chơi Mừng đánh tay ăn lính và bổ Q lại một cú Q rất tốt, áp dụng một đòn nội tại nhưng mà có được hay không? Được. Đi bộ lên. Đánh tay với Q3, Q3 thành công, thiêu đốt đánh tay luôn. Gwen cũng thiêu đốt đánh tay ngược trở lại nhưng mà Gwen cắt kéo thì Sao Chơi Mừng có thể flash được, flash đánh tay à? Đối phương up level 2. Đối phương level 2 anh em ơi. Nếu mà level 1 là có cơ sở để ôn in đấy anh em nhá. Đối phương level 2 với kỹ năng E nó cắt Q đi luôn. Và tôi tưởng là dùng tốc biến để né cái Q dạng gọi là giữa tâm vụ nổ nó sẽ là sát thương chuẩn. Thì Sao Chơi Mừng lại tốc biến để né mất cái tốc biến để đánh tay. Tốc biến đánh tay để giữ lại cái nhịp độ, cái khoảng cái chinh phục chứ không phải nhịp độ.
Đây là một tiếng mà Rek'Sai của anh chàng tình nhân tiết chưa lên đến nơi để sao cho Mâng đã bị solo kill thua, mất chính công đầu. Nhưng mà với một tình huống mất nhiều tài nguyên như vậy đến từ Gwen thì liệu rằng Rek'Sai của tình nhân tiết có gỡ được mạng hay không? Gỡ được mạng nhưng mà không có điểm hỗ trợ, không có kinh nghiệm cho Sao cho Mâng. Lát thì dưới trụ anh em ơi. Trượt một con này. Trượt hai con rồi này. Trượt hai con thôi anh em ạ. Và farm ngang được với Gwen nhưng mà thua một mạng trên công đầu đấy nhá. Pha này thì dừng chưa kịp lên là Sao cho Mâng đã bị solo kill ở level 2 rồi. Đối phương up 2 rất bất ngờ. Có những thứ rất là khó để tính toán anh em ạ. PK mà nhìn ra được lính đối phương lên 2 là cũng thấy trong pha vừa rồi là rất khó đấy anh em nhá. Một con lính nó PK với nhau nó chết thôi, hai con lính các bạn là đánh nhau nó chết trước nên là Sao cho Mâng lên 2 sau thì bị đối phương cắt một phát đi luôn, dừng chưa kịp lên đến nơi là cúc rồi. Phát trước lại còn tốc biến lên để đánh tay nữa. Không có gì để chạy cả. Với tân lính đẩy cao như thế này thì không biết là rừng đối phương có muốn lên ganh hay không. Rừng đối phương là một con Lee Sin anh em ạ. Cái pha hạ gục được Gwen tới từ Rek'Sai của tình nhân tiết thì nó chỉ là mang lại lợi thế cho Rek'Sai thôi. Còn bản thân Sao cho Mâng thì cũng không được hưởng lợi nhiều lắm. Nó cũng có thể gọi là một tình huống bấm B về nhanh đến từ Gwen. Đối phương về nhà với chiến công đầu thì đã có cho mình một cái cung gỗ rồi. Đi bộ vào Sương Lam đánh tay Q2. Nhưng mà chưa kịp một đòn nội tại rồi. Với tờ lính to như thế này thì Gwen thực ra là cũng đánh nhùng thôi. Đối phương chỉ cần farm an toàn cái tờ lính dưới trụ này là có lợi thế tương đối lớn. Sau khi chiến công đầu. Và với big win như vậy bạn chẳng làm gì được đối phương cả thì về anh em nhé. Với một tờ lính to như vậy thì nên tận dụng khoảng thời gian trống để di chuyển về bổ sung trang bị trở lại đường trên. Không mất quá nhiều lính đâu. Còn ở lại đường trên thì cũng chỉ đứng nhìn đối phương farm lính thôi mà. Mid là kèo Akali cùng với Rumble. Con Rumble đi mid nó counter Akali rất tốt đấy anh em nhé. Nó là con tướng mà nó vẫn có đam nếu mà Akali vào dạng bom khói. Nó vẫn xây quy được. Nhưng mà khả năng Onin đến từ Akali ở level 6 thì nó cũng có đủ sức để làm khó Rumble đó. Cánh dưới cũng giao tranh rất ít và chỉ có một mạng dành cho các thành viên bên phía của team Sao cho Mâng mà thôi. Lên đường trên ở level 5 với một tân lính đẩy cao thì Gwen đang tạm thời giật về một nhịp. Cả hai đều đã hồi thiêu đốt rồi. Đang ép kinh nghiệm đối phương đến từ Sao cho Mâng. Đây có vẻ là một tình huống mà Rek'Sai của tình nhân tiết ở cánh trên anh em ơi. Đánh như kiểu là rừng tôi sẵn sàng lên ganh nếu mà ông lên farm cái tân này vậy. Đóng băng cái tân lính này mất máu hơi nhiều nha, lính nhiều quá. Nhưng mà thành công trong việc đóng băng lính rồi. Cái nhịp đóng băng này là cái nhịp đóng băng mà giúp Sao cho Mâng có được cái chỉ số farm trở lại và không bị thua farm quá nhiều so với Gwen phía bên kia. Nhưng mà kinh nghiệm thì không ép được nhiều lắm đâu. Q1E về, sau đó Q2, Q3. Đối phương thiêu đốt ở level 6, đối phương lại có một nhịp lên level bất ngờ rồi. W nội tại hồi máu lại nhưng đối phương đánh tay một đòn và đổi mạng với Sao cho Mâng ạ. Tân lính đường trên ok, tân lính đường trên ok. Nice. Một tình huống 1 đổi 1 và đối phương lại căn cái nhịp lên 6 để tấn công Onin. Vừa rồi đối phương up level 2 trước và Sao cho Mâng solo thua. Pha này thì Lee Sin lên phá wave và Rek'Sai của tình nhân tiết bắt buộc phải có mặt để giữ wave lại cho Sao cho Mâng với cú trừng phạt. Không mất W anh em nhé. Nếu mà W lên là Lee Sin nó đá luôn đó. Vẫn đang quăng giữ wave đến từ tình nhân tiết. Hai răng gồ đều muốn hỗ trợ đường trên của mình. Và tiếp tục là một tình huống solo kill dành cho Gwen nhưng mà đó ít nhất là một tình huống mà Sao cho Mâng gỡ được một mạng. Và cái wave lính đẹp. Và Gwen pha này không R ha. Đây sẽ là một lợi thế cho Sao cho Mâng này. Các bạn thấy đánh ở máy chủ siêu cấp thì nó rất là khắc nghiệt. Và rừng thì họ cũng rất là biết chơi trong việc là giữ wave cho đồng đội. Bot thì Rumble có một quả Ramming khiến cho Kai'Sa đi rồi. Cánh dưới có vẻ đang có dấu hiệu thua ngược. Q1E nhưng đối phương lại Sương Lam bất bại đánh tay. Đi bộ theo nội tại. Q2 vẫn có đam mặc dù nó không chí mạng nhưng Lee Sin có mặt rồi. Chiến binh tận thế đánh tay. Và Lee Sin có mặt nhưng mà sóng âm của Lee Sin trượt. Chưa có Q đến từ Sao cho Mâng, W hơi sớm rồi. Q1 sang ngang nhưng W2 giật về mất rồi. Không có đam Q cho tình huống vừa rồi. Mất cái chiến binh tận thế với tình huống xuất hiện đến từ Lee Sin. Khó chịu. Đang bảo là có lợi thế với chiêu cuối nhỉnh hơn so với Gwen thì ngay lập tức Lee Sin nó lên nó triệt tiêu luôn chiêu cuối của Sao cho Mâng. Nhưng đây sẽ là một pha mà Sao cho Mâng có lợi thế về mặt phép của trường tốc biến. Còn ở trên đối phương thì không. Và đối phương vẫn đang nhỉnh hơn Sao cho Mâng một mạ hạ gục chính công đầu anh em nhé. Này khó quá thì chờ rừng lên thôi anh em ơi. Đi đường trên là hoàn toàn đánh theo áp lực của rừng anh em nhé. Ví dụ pha này mà Lee Sin lên thì bắt buộc phải có rừng ở phía sau. Q3W đánh tay nội tại, E đánh tay thêm một lần nữa sau cú đớp 2. Bắt đầu làm mềm được vị trí của Gwen rồi.
Những cái tơ làm mềm như này mà Rek'Sai level 6 lên băng trụ là hợp lý luôn đấy anh em. Kể cả là có Lee Sin 2 đánh 2 thì mình nghĩ là Gwen yếu máu như thế này thì... Ơi Lee Sin có mặt thật này anh em ơi. Cứu 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 rừng ơi, cứu rừng ơi. Có cái mầm, có cái mầm, có cái mầm, mất khiên trụ rồi, mất 125 tiền rồi. Nhưng ở lại ăn khiên trụ thì chắc chắn là Lee Sin nó sẽ ganh thôi. Đây là một tân lính mà bắt buộc phải rút lui. Phá tầm nhìn đối phương không được vì Lee Sin nó bảo kê có mắt kiểm soát kia tốt quá. Nhưng mà máu hiện tại sau khi ăn mầm xong là đang có một trạng thái máu tốt hơn cho Sao nha. Kể cả là quen nhìn hơn chiêu cuối tại thời điểm này mình nghĩ là cũng không ngại lắm. Và tất nhiên là ở thời điểm này thì trang bị mình cũng không muốn bàn nhiều đâu. Bởi vì... à trong bây giờ trang bị nó rác quá. Cái giáo Thiên Ly bây giờ đang là trang bị cực kỳ rác luôn anh em ạ. Trước giáo Thiên Ly và sau giáo Thiên Ly là hai con Aatrox khác nhau anh em nhé. Ồ, Lee Sin xuống boss rồi kìa anh em ơi. Tân lính đẩy cao đến từ Gwen bắt buộc là phải bỏ farm thôi. Vì sao Cho Mừng đang có ngưỡng máu nhỉnh hơn quá nhiều với tình huống đẩy đường và kiểm soát mầm. Với máu như thế này thì Sao Cho Mừng hoàn toàn trên cơ con Gwen phía bên kia EQ1 bóc giáp cốt. Và đóng băng anh em nhé, cái tơ này mình nên đóng băng để mình đi nó. Có những cái tơ nó đẩy ngược lại như này các bạn nên đóng băng để đi con Gwen phía bên kia. Và đây đúng là một tơ mà Sao Cho Mừng đang đi con Gwen không farm được rồi. Đối phương về TP trở lại với ngưỡng máu đầy đủ hơn để tránh một tình huống bị đóng băng và mất lính quá nhiều. Mặc dù mất chiến công đầu nhưng mà kèo này Sao Cho Mừng vẫn đang là một kèo không thua so với Gwen nha. Nhưng bảo hơn thì cũng chưa hơn. Đây là đang là hơn một level này. Đối phương vừa cân bằng được level với Sao Cho Mừng. Và sẵn sàng bốn stack đến từ xoẹt xoẹt. EQ2 góc vuông hack não, cái E đối phương cực kỳ tốt luôn. Nhưng sau đó thì cái W nó cũng vào cái sức làm bất bại rồi. Đổi đứt đến từ cả hai bên. Hai rừng vừa ở cánh dưới cạnh tranh rồng xong thì bây giờ đã có ai lên cánh trên hay chưa? Gwen bắt đầu bấm bình rồi ha. Rồng cánh dưới đã có dành cho Lee Sin cùng với bộ đôi Sayarakan. Căng nha, kèo này rất căng nha. Không có rừng là hai ông này đứng nhìn nhau. Ông nào lợi thế thì ông đấy đi farm, còn solo kill lẫn nhau là tương đối khó. 1k3 tiền đang cầm trên người đến từ Sao Chamon rồi. Sẽ có sâu hư không cánh trên dành cho Rek'Sai của tình nhân tiết. Và đây sẽ là một áp lực rất lớn dành cho Gwen khi mà cái lệnh ăn sâu hư không nó xuất hiện trên toàn bản đồ. Gwen bây giờ chỉ có thể cắt kéo ăn lính từ xa mà thôi. Cho tới khi Lee Sin lên anh em nhé, thì Gwen mới bắt đầu dám lên farm. Và các bạn để ý là khi nào con Gwen nó lên nó farm bình thường á, thì nó là Lee Sin ở phía sau nó. Các bạn để ý cái thay đổi, cái thói quen đi đường của đối phương á, thì các bạn sẽ biết được là đang có cái gì diễn ra. Đây là tiểu Lee Sin ở dưới bot. Gwen tiếp tục phải hít kinh nghiệm từ xa và cố gắng cắt quy ăn được con nào ăn và giữ máu để tránh băng trụ thôi. Nhưng bot đối phương băng trụ xong thì có vẻ là khá thành công. Akali vét được hai mạng để gỡ lại về lợi thế cho team Sojourner. Akali tốc biến cho Rumble, tốc biến sấy đỏ nòng và đánh tay nội tại. Akali đổi mạng với Rumble. Cánh dưới đánh nhau nhiều quá ha. 1k7 rồi về ha. Đánh nhau cánh dưới nhiều như vậy mà không thấy Rek'Sai, chắc là Rek'Sai đang cánh trên rồi. Đây 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 đây, đây vào vị trí rồi. Rek'Sai của tình nhân tiết đã e qua bức tường vừa rồi và không bị lộ vị trí bởi có mắt kiểm soát cắm tại bụi cỏ chạc 3. Và e của con Rek'Sai e qua thì cũng phải chờ nó cooldown đã. Với cái E hồi lại tôi nghĩ là băng trụ được đó. Gwen này không tốc biến anh em ơi. Q2 và Q3. Q3 có sát thương tương đối lớn. Và sau đó W giữ cho đối phương lại, bắt đầu làm mềm con Gwen này lại. Nhưng mà Gwen chặn lính không cho băng trụ à. Q1 tốt, chiến binh tận thế lên nội tại thiêu đốt. Q2 mạng cho Sao Cho Mừng. Gwen cũng đã cố gắng đóng băng được lính trước trụ và không cho đối phương băng trụ. Nhưng kể cả là không có lính vẫn băng trụ được anh em nhé. Cái lượng sát thương đến từ Aatrox cùng với Rek'Sai nó vẫn là đủ. Mặc dù là Sao Cho Mừng mới chỉ cầm một cái mũi khoan cùng với một cái trường kiếm thôi. Nhưng mà Gwen đã bị cấu rỉa trước đó, mất máu quá nhiều sau những tình huống nỗ lực để chặn lính không cho lính vào trụ. Bị Sao Cho Mừng chặt mất tầm nửa cây rồi. Vừa rồi là một tình huống trượt xe to, nhưng các bạn thấy là với 6 sâu hư không từ con Rek'Sai của tình nhân tiết hỗ trợ thì đang là một lượng khiên trụ rất lớn. Đối phương không dịch chuyển. Gwen đã mất dịch chuyển trước đó rồi và 4 khiên trụ dành cho Aatrox của Sao Cho Mừng. Nhưng chỉ có 3 khiên trụ có tiền thôi anh em nhé. Vừa rồi là một tình huống tấn công lấy 3 khiên trụ, trước đó là một khiên trụ mà không có tiền. Nhưng lần về nhà với 2k8 tiền này là giàu rồi. Giàu rồi nha. Và chuẩn bị là một con Aatrox có giá thiên ly. Tầm này rừng cứ đánh vòng rừng từ dưới lên cánh trên là con Gwen này rất ngợp nha. Nhưng mà tất nhiên là phải trả giá là cánh dưới sẽ có thể bị Lee Sin xuống khai thác. Boss đối phương có là Saiya 202 nha. Kai'Sa bị farm thua tới 30 CS rồi. Mid thì Akali đang xanh và farm hơn so với Rumble. Nhưng con Rek'Sai kiếm Majumu này đam rất to. Và đội hình đối phương như thế này thì đội hình đối phương không đủ chống chịu để đánh với con Rek'Sai đâu anh em nhá.
Chỉ là muốn gank đường nào và có counter gank được Lee Sin hay không mà thôi. Pha này thì đã có giá Thiên Ly, có thêm một cái hỏa ngọc lấy hồi chiêu và lấy thêm máu. Sao chứ có vẻ đây là game đấu cũng diễn ra ở thời điểm nó cũng hơi trễ thì phải. Thấy hơi buồn ngủ rồi đấy. Nhưng mà đánh ở máy chủ này căng mà các bạn. Đánh không hoạt ngôn được như bình thường đâu. Với cả một ngày đánh tới mười mấy tiếng đồng hồ thì nên giữ năng lượng và tập trung try hard. Đầu mùa mà anh em. Đây là một tên lính đẩy cao của Sachemeng nhưng tốc biến và chiêu cuối sẵn sàng. Chỉ là thời điểm này với giá Thiên Ly tôi cũng biết là cân 2 được hay chưa nữa. Bởi vì Lee Sin cũng khỏe, Lee Sin cũng có nguyệt đao. Đây là một tên lính đẩy cao và Sachemeng quyết định kêu gọi người chơi lên rừng của mình là tình nhân tiết lên. Đánh tay với giá Thiên Ly, Q3 đớp 2 giật về nội tại. Quen tung luôn chiêu cuối Onin, chiến binh tận thế, sau đó chạy về hướng của tình nhân tiết, có Lee Sin phía sau. Q2 e ra đánh tay, Q3 thành công. Và sau đó là một đòn đánh tay để lấy nội tại giá Thiên Ly. Nhưng hình như là không đánh được hả anh em? Mình replay một tí anh em nhá. Bị con quen thiêu đốt và nó giảm hồi máu rất là đáng kể. Đánh tay một đòn với giáo Thiên Ly, Q3 hai người. Nội tại. Tính êm vào con quen để dứt điểm quen sớm lấy đắc thắng. Nhưng mà không đánh tay được một đòn giáo Thiên Ly và người Lee Sin này. Anh em thấy cái cây kiếm trên người Lee Sin không? Một đổi một rồi. Hai răng gồ để có mặt và đây là một pha phản ganh, nhưng cái kết của pha phản ganh này nó chưa phải là một tiếng trao đổi quá có lời dành cho các thành viên team Sochomon, nó chỉ dừng lại tiếng trao đổi hòa. Đổi hòa anh em nhé. Hơi tiếc là không đủ đam để giữ để con quen nhanh lấy máu đắc thắng. Hoặc là pha vừa rồi nếu mà các bạn chuyển sang đánh tay một đòn vào con Lee Sin để hút máu lại từ giá Thiên Ly thì mình cũng không chắc là nó có đủ khả năng để sống sót hay không. Nhưng mà Lee Sin cầm nguyệt đao với cả Gwen cầm nanh na so thì đao nó rõ to rồi. Nhưng cũng may là đọc được tình huống để kéo Rexha lên gỡ được mạng. Còn đó thì hai đường trên đều ra đi hết. Nhưng mà Gwen đang có được 3 mạng hạ gục. Còn Sachemeng chỉ có được 2. Tất nhiên là Sachemeng có chỉ số farm vượt trội hoàn toàn so với đối phương anh em nhé. Lúc này đang là 120 so với 8 mấy á. Thì đó là một cách biệt thực sự rất là lớn. Di chuyển khuất sai không cho được lính nó nhìn thấy mình, nhưng mà không biết là đã bị đối phương phát hiện ra chưa. Maokai tung chiêu cuối cực kỳ xa. Rakan cố gắng cản sát thương tuyến sau để cứu Rumble nhưng không cứu đấy không. Bổ Q1 tốt rồi. Đó là Q2 E flash chẳng. Q2 E flash double kill. Thiêu đốt đẩy vào và triple kill cho Sochomer. Wow, cái team này teamfight ác quá anh em ơi. Rumble vẽ mưa tên lửa để bỏ chạy sau tình huống dính chiêu cuối đấy từ Maokai, và chiêu cuối Maokai nó từ cái vị trí như thế nào đây? Từ đây mà nó giải chiêu cuối tận đến sang phần rừng búa xanh đối phương để bắt con Rumble đang đứng núp bụi trong tầm nhìn ạ. Mặc dù Rakan đã xử lý rất hay với cú R đứt 3 người để cản sát tương tiến sau, nhưng mà Akali nó vào thì Rumble cút thôi. Và thậm chí là Rakan E về. Vẫn kịp chém một đòn giáo Thiên Ly trước khi thiêu đốt để lấy mạng của Lee Sin nữa. Xanh luôn anh em ạ. Một pha xuống đánh rồng với tình huống không có dịch chuyển đến từ cả hai top thì phải. Không, hình như quen không xuống. Chỉ có Sachemeng là lén lén đi xuống được thôi. Với tình huống xuất hiện của Sachemeng thì đối phương thứ nhất là con Rumble đã bị bắt lại rất sớm. Thứ hai là giao tranh thiếu đi đường trên và cái kết là bị con Aatrox này nó chặt nát hết team luôn. Q2 tốc biến cùng với chém tay giáo Thiên Ly và thiêu đốt lấy mạng của Lee Sin nữa. Sau cú triple kill vừa rồi là con Aatrox này khỏe nha anh em nha. Tốc độ lên ở đầu thứ hai là cây Sojin sẽ là cực kỳ sớm. Và tầm này có thể gọi là bộ đôi Aatrox cùng với Rek'Sai đang là bộ đôi cánh team tại thời điểm này. Akali cũng khỏe nữa, cánh trên có thể gọi là làm hết. Boss thì Kai'Sa, Maokai chỉ cần mở những cú chiêu cuối như vừa rồi là rất ok rồi. Trụ đường trên dành cho Sachemeng với chiến công đầu về trụ nữa. Uầy. Từ một game đấu level 1 bị solo kill xong thành cái game đấu gì mà... Ôi, Lee Sin lên kiếm à? Chiến binh tận thế ở cấp độ 2 nha, level 11. Nội tại hồi 400 máu ạ. EQ2 đứt 2 giật về đánh tay Q3. Thêm một đòn nội tại nữa. Mạng cho Sachemeng và sau đó một đòn đánh tay với giáo Thiên Ly hồi 400 máu hơn. Giết hộ các bạn ơi. Không cân bằng nha. Không phe nha. 16 phút mà hồi một đòn nội tại cùng với giáo Thiên Ly hồi lại như thế này máu thì làm sao mà chơi. 400 máu đây anh em ạ. Một cú nội tại hồi lại đến từ Sachemeng.
thêm một đòn chém tay với Giáo Thiên Ly hồi 445 máu á. Gwen không biết là cắt bao giờ mới chết nữa. Và nếu như không có Rek'Sai, mình nghĩ là con Aatrox này cũng có thể cân 2. Lee Sin cùng với Gwen đã đánh giá sai sức mạnh của con Aatrox này rồi. Thậm chí Lee Sin là người chết rất sớm trong pha tranh vừa rồi luôn. Rumble có mặt nhưng sức ép đến từ Rumble nó là không bao nhiêu cả. Ôm 3k tiền rồi. Tầm này về đóng Sojin với ở giày 2 nữa thôi thì... con Aatrox này bất tử. Giờ giết con Aatrox này cả một vấn đề luôn các bạn. Vừa rồi là Gwen cùng với Lee Sin hai con đấu sĩ sập vào với hai chiêu cuối giết nó không nổi. Thì bây giờ nó về nó đóng Sojin thêm một đống máu, thêm một đống sát thương nữa. Chưa kịp giết nó là nó chặt đôi người hết rồi. Giày thủy ngân, trường kiếm. Mid có đánh nhau nhưng có vẻ là tình huống không ổn in đến tất cả hai bên, nên là sao cho mình lên top farm tiếp. Chừng nào có rồng thì đánh xuống rồng anh em nhé. Không có rồng thì mình cứ đánh cánh trên, mình kiểm soát sứ giả các thứ thôi. Và Rek'Sai của tình nhân tiết đã có sứ giả rồi. Bộ đồ này đùa cháy quá nhờ. Con Rek'Sai vẫn đang chưa chết mạng nào, gank cực kỳ thành công. Và một con Aatrox sau cú triple kill đường dưới lên đường trên cân 2 nữa thì cánh trên đã có kết quả rồi anh em ạ. Thêm một Akali đường giữa cũng đã đánh cực kỳ bay nữa. Bot có thể gặp khó một chút, tuy nhiên thì khả năng carry của cánh trên bây giờ nó đã rất tốt rồi. Tuy nhiên xạ thủ đối phương lại là một con Saiya. Saiya thì nó lại là một con tướng xạ thủ rất là an toàn anh em ạ. Nhưng đấy là kịch bản của chung kết thế giới thôi. Con Saiya ở chung kết thế giới mà nó có lợi thế là không chơi với nó anh em ạ. Là nó lăn cầu tiết cực kỳ ngợp luôn á. Vì muốn giết nó là cực kỳ khó mà. Không giết nó là lăn cầu tiết tại các mục tiêu thì cũng không kiểm soát được. Nhưng đây là mùa 14. Quên kịch bản của chung kết thế giới mùa 13 đây các bạn. Đây là mùa 14 rồi. Mà mùa 14 thì các bạn biết là các xạ thủ nó khổ cỡ nào. Nên là kể cả là Saiya mình nghĩ là cũng chơi được, không vấn đề gì nhá. Chuẩn bị có rồng rồi anh em, xuống rồng nhá. Chuẩn bị đã tiếp tục xuống đánh cánh dưới với con rồng nguyên tố tiếp theo. Và đây là tình huống mà sao cho mà không có tốc biến nha. Để xem là không có tốc biến thì có đánh được với con Saiya đang xanh và nó có bạo tố nổi dậy hay không. Pha E sang và sau đó thì là một pha chiêu cuối đến từ Maokai. Rakan phải là người che, nhưng Rakan che thì Rakan sẽ chết mà thôi. Rek'Sai có quá nhiều sát thương và sau đó là một pha R vào đến từ vị trí của tình nhân tiết ép chiêu cuối đến từ Saiya. Lee Sin cũng hộ thể bỏ chạy rồi. Saiya vẫn sống nha. Đối phương có tầm nhìn ở đây với tình huống hộ thể giết Lee Sin thì đối phương còn lại một con mắt. Tính bắt Saiya. Có Gwen ở đây, chiến binh tận thế lên, vẽ mưa tên lửa đến từ Rumble. E sang phía bên kia một tường sau cú thi đốt đến từ đối phương. Lee Sin vẫn bơi vào, Q1 lên và đó là một tình huống chưa kịp đánh tay với Giáo Thiên Ly và nội tại thì đã có mạng dành cho Rek'Sai rồi. Thích thì chơi tiếp. Còn Aatrox này không dễ giết như vậy. Mặc dù là tình huống xử lý có phần gọi là hơi hổ báo đấy, thực sự cho mừng, nhưng mà giết con Aatrox này bây giờ là cả một vấn đề. Akali đổi mạng với Rumble rồi và mạng shutdown dành cho Saiya. Đường giữa thì đã có trụ thứ hai dành cho team Sotomon ở tại khu đường giữa với pha đổi mạng của Akali và Rumble. Và sẽ là một cái Nguyệt Đao hay là Sterak. Hai mảnh của Nguyệt Đao ở món trang bị thứ ba. Đây là một trang bị dành cho đấu sĩ ở tại mùa 14 nhưng mà nó không có máu anh em nhé. Nó chỉ có khiên ảo thôi, nó không có máu. Lee Sin 2 đồ. Saiya không biết đã có Navori hay chưa. Đối phương đang ăn rồng trước mặt Sotomon. Maokai tung chiêu cuối quen tung xương la bất bại để tanh chiêu cuối cho đồng đội. Và khi Sotomon có mặt với một con Aatrox đã có R tốc biến thiêu đốt sẵn sàng thì Saiya chạy bằng cách nào đây. Chiến binh tận thế lên đứt trượt mất rồi. Đi bộ thiêu đốt. Q1 trượt, Q2 E lên trúng hai thành viên đối phương nội tại. Q3 tốc biến mạng dành cho Sotomon. Đi bộ đánh tay thêm một mạng thứ hai nữa với Giáo Thiên Lì. Và tiếp tục đi bộ theo chờ Q hồi lại. Q1 thành công. Chiêu cuối vào đến từ Rek'Sai của tình nhân tiết và Sotomon cùng với tình nhân tiết sẽ dìu nhau đi ra sau khi có được tổng cộng là 4 mạng của đối phương. Chạy hộ anh em ạ. Bây giờ giết nó không được đâu các bạn, giết Aatrox này không được. Mà nó chặt là cũng rất ra đam anh em ơi. Rất ngợp ra bên phía của team 1, à team 2. Với cái cánh trên team 1 nó đang khỏe đến như thế này.
gần như là chẳng quan tâm xem là đối phương có trả được sát thương hay không các bạn. Đơn giản là bật R vào và càn vào mà thôi, vì cái Saiya nó đã hết tài nguyên rồi. Trượt đứt lưu, trượt Q1 nhưng còn Q2, Q3 tốc biến. Như đấy là quá đủ cho những xạ thủ mùa 14 rồi. Và lúc này thì lợi thế đã là rất lớn cho Team Sochemeng, với cách biệt là 11 mạng hạ gục. Một con Rek'Sai cực kỳ uy tín. Đùa với anh chàng Rek'Sai này lên rank rất nhanh anh em ạ. Bộ đôi này đùa chung với nhau và win liên tục, thế nên là lên cao thủ cực kỳ sớm luôn. Lên cao thủ thậm chí là với một cái win rate nó rất khủng khiếp luôn. Bộ đôi này trước đây cũng đã từng đánh chung với nhau ở tại rank Hàn anh em nhé. Q1 W, Q2 E lên, nội tại W2 giật về Q3. Và sau đó thì Akali găm hai lượt phi tiêu lấy mạng của hỗ trợ đối phương rất nhanh. Maokai tung chiêu cuối, ai sẽ là người tanh chiêu cuối đây? Nhưng Lee Sin đã hộ thể về kịp. Khi đã bắt lẻ thành công hỗ trợ đối phương với 3 quy chí mạng đến từ Sochemeng thì đối phương sẽ bị mất tầm nhìn rất lớn ở đây. Và chiêu cuối được đầu tư trong pha vừa rồi chỉ có chiêu cuối của Maokai mà thôi. Wen lướt lên, EQ thành công, W thành công, Q2 góc vuông nội tại, W2 giật về thẳng đến Q3 chí mạng, chiến binh tận thế lên, chém tay với giáo thiên ly. Rumble cố gắng sấy nhưng mà không sấy chết nổi vị trí của Tư Nhân Tiết và Lee Sin cũng đang phải hỗ thể chạy Baron thôi. Dùng Baron là mồi câu và khi Wen mất E trước mặt con Aatrox này thì lấy cái gì để né EQ nữa đây? E thẳng lên bổ Q chí mạng liên tục và Wen cũng gãy rất nhanh. Sức mạnh của Aatrox mùa 14 với giáo thiên ly cùng với Sojin. Và các bạn thấy là cái ngưỡng sức mạnh của Aatrox này khi nó đã có cái giáo thiên ly nó khác biệt thực sự đấy ạ. Rakan đang cố gắng giữ chân vị trí của Sochemeng lại để giúp Lee Sin bỏ chạy. Thậm chí là quay ngược trở lại trả sát thương đến từ Saiya khiến cho đối phương lên bản điểm số. Q3E tham minh chung của đối phương cực khét. Mạng thứ 10 dành cho Aatrox của Sochemeng tiếp tục E lên tìm kiếm Lee Sin. Kai'Sa đang bắn Lee Sin hộ thể chạy được, Kai'Sa không có R để tiếp cận. Saiya hết bão tố nổi dậy đúng lúc mà con Aatrox này nó E Q3 vào đầu nữa. Khổ thật đấy. Saiya xạ thủ an toàn bậc nhất trò chơi này vẫn ăn hành giữa game thôi anh em. Mặc dù đi đường không tệ. Gank Rumble này luôn rồi. Phá hất tung đến từ Rek'Sai của tình nhân tiết, mổ cực kỳ đau và mớm mạng cho Sochemeng với tiếng Q1E. Quá dễ luôn các bạn ơi. Và hôm nào mình sẽ làm cái giáo án của anh chàng Rek'Sai này cho các bạn xem ở bên văn tù siêu cấp chung anh em nhé. Một player mà mình đã từng làm giáo án cho anh em xem rất là nhiều. Và cái đợt trước khi mà Sochemeng đánh cái ạc bên máy chủ Hàn Quốc thì anh chàng này cũng là người giúp Sochemeng lên cao thủ. Cả hai cùng đua với nhau. Ở những game đầu gần như là họ hủy diệt những cái game đầu ở tại máy chủ Hàn cái đợt trước là bộ đôi đùa với nhau cây đề nhìn cứ mấy chục mạng nhìn sợ thật sự. Đầu mùa thì cũng rủ nhau đánh máy chủ siêu cấp. Và cũng lên cao thủ rất nhanh nhưng mà hơi tiếc chút là ngày hôm qua sao cho mừng off stream nên là không có thêm giao án nhiều ở mức rank cao thủ cho anh em. Nhưng mà hôm trước mình để ý là sao cho mừng bắt đầu đã đụng độ cùng với thập tứ thứ rồi. Thì dự là trong thời gian ngắn sắp tới khi mà máy chủ siêu cấp vẫn đang cạnh tranh nhau những điểm thì sẽ có rất nhiều giao án cho anh em. Đồng đội đánh nhau này, Sochemeng quyết định bỏ qua con cóc, di chuyển đến thì đồng đội đã bắt đầu làm mềm đối phương. Rakan RW Rumble vẽ mưa tên lửa trước khi lên bảng. Một nội tại với giáo thiên ly thôi là có mạng. EQ sang Saiya hết bão tố nổi dậy bị chém tay giáo thiên ly. Q2 đối phương tốc biến thẳng vào Q2 của Sochemeng và sau đó là mạng nữa dành cho Kai'Sa. 4 mạng hạ gục đổi 2. Đó, tiếp tục truy đuổi vị trí của Lee Sin. Lee Sin hộ thể chạy rất nhanh sang bên phía bên kia bờ tường và sẽ là một quyết định truy đuổi những E không qua tường rồi. Tiếp tục E lên tìm kiếm vị trí của Lee Sin. Lee Sin face check 1v1 không có cách nào đánh lại con Aatrox thời điểm này với gần này trang bị cả. Solo kill cho Sochemeng. Quét sạch thành công với 14 mạng hạ gục. Và với búp Baron cùng với 6 sâu hư không đẩy vào thì liệu rằng có đủ sức để end game hay không hay sẽ là tình huống giật về đây. E không qua tường rồi. Quyết định giật về sau một mega. Lên đường trên ăn trụ 600 à, 700. Sau đây các bạn, bây giờ trụ cánh nó là 700 nếu mà ăn một mình anh em nhé. 14-3 KDA rồi. Một thế trận cực kỳ một chiều và rất no hope dành cho phía team 2. Quyết định chiến binh tận thế và ăn trụ một mình nhưng mà không có lính ông ơi. Vẫn kịp luôn ạ. Với một tình huống đầu tư chiêu cuối ăn 700 tiền thì sao cho mừng sẽ có những cái gì? Vũ điệu ở món trang bị thứ tư và thương phục hận ở món trang bị cuối cùng. Dược phẩm kích sớm luôn.
đầu tư một chiêu cuối với thời gian hồi tầm 30 mấy giây để ăn một cái trụ 700 tiền. Và tạo ra một thế lính rất là khó chịu đường trên cho đối phương nữa. Rồng đất cánh dưới cũng đã có nhưng mà chưa có linh hồn rồng nha. Tôi nghĩ cũng chẳng cần đến linh hồn rồng nữa anh em ạ. Thế trận nó đã quá một chiều rồi. Boss đánh nhau rất to và đó là một tình huống mà sao chơi không xuống kịp. Đồng đội có mạng của Lee Sin rồi. Sự tan vỡ đến phía team 2 chăng. Rakan cũng gãy, sao chơi đang bắt con Rumble với tiếng vòng ra thẳng nhà chính đối phương ạ. Rumble thấy nhà của mình nó không an toàn, WQ1. Triple kill cho Kai'Sa luôn, chưa kịp làm gì đã thấy đối phương gãy hết 3-4 người rồi. Chỉ còn lại một người đó là Gwen, không biết là Gwen nãy giờ làm cái gì mà không giao tranh được dưới với đồng đội đây. Gwen chắc là AFK trong bệ đá cổ luôn rồi anh em ạ, quá đồ hốt, chẳng thể làm được gì hơn. Ở cái tế trận hiện tại. GG. Bộ đồ này đi chung với nhau đánh ác quá anh em. Một khởi đầu khó khăn ha, khi mà bị solo queue do con Gwen up level 2 sớm. Nhưng cuối cùng thì sao cho mừng cùng với Rek'Sai của tình nhân tiết vẫn có thể comeback ván đấu với một game đấu. Nó trở thành game đấu một chiều với cách biệt là mười mấy nghìn tiền anh em. 63 so với 46.000 ạ. Chênh lệch hơn 10.000 tiền từ rất lâu rồi đấy anh em nhé. Và bot mặc dù khởi đầu khó khăn một tí nhưng mà không sao, Kai'Sa vẫn vét mạng ở dạng giữa trận được với lối chơi hiểu đòn đánh. Còn con Rek'Sai với kiếm Ayumu nó ganh gần như là sure ganh, tất cả các tình huống nó ganh đều là những tình huống ganh chết mạng con Gwen phía bên kia anh em ơi. 38 cây đề nhá. Và các bạn để ý là sao cho mừng ván này chết có 3 mạng thôi. Một mạng đầu bị solo kill, mạng thứ hai là đổi mạng ở level 5 với level 6 của Gwen, mạng thứ ba là mạng mà Rek'Sai lên counter ganh và một đổi một với Gwen phía bên kia. Còn từ thời điểm đấy nó có cái giáo thiên ly này nó không chết nữa. Vào giao tranh không chết. Xạ thủ đối phương bắn không ra đam mà cái Aatrox này chặt lại là cũng gãy. Nên là bây giờ đang là một thời điểm mình nghĩ là Aatrox rất mạnh. Hãy tận dụng cái giáo thiên ly của Aatrox trước khi nó bị nerf anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những gian khác trên cái văn tù anh em ơi. Bye bye.